Nếu như là một fan anime, có lẽ là bạn đã từng mất hàng giờ để điều tra ra phải nhân vật mà bạn thích đúng không? Là một fan anime như mình cũng như vậy. Cũng có nhiều đêm thức trắng để tra xem là ra phải nhà người đó có những ai và họ có vai trò gì ở trong bộ anime này, vân vân và mây mây. Để tránh việc các bạn phải thức thâu đêm suốt sáng chỉ để trà hết họ hàng ra phả nhà người ta, thì hôm nay mình sẽ là người làm việc đó. Còn bây giờ thì Katie, go! Gia phả là gì? Gia phả là một từ Hán Việt, trong đó gia có nghĩa là gia đình, gia tộc, họ tộc. Phả cũng có thể đọc là phổ, là cuốn sách ghi chép con người, sự việc theo thứ tự, hệ thống. Gia phả hay là gia phổ là cuốn sách ghi chép lại lịch sử các thế hệ của một gia đình hay là họ tộc. Tùy theo cách ghi gia phả còn có nhiều biến thể khác nhỏ hơn như là phả chi, phả hệ, lớn hơn thì có ngọc phả, thế phả. Cách để hình thành một gia phả tương đối phức tạp, vì vậy mình xin phép bỏ qua phần này ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với gia phả nhà Sera. Ủa tại sao lại là nhà Sera vậy? Ủa alo, S ơi nhầm to rồi. Chắc là mấy bạn đang xem sẽ hỏi là tại sao lại là nhà Sera đúng không? À, thì là vì đây chính là mối liên kết của hai nhà Bijano và Akai. Hai nhà liên kết nhau bởi họ ngoại nên làm về gia phả nhà ngoại là quá hợp lý rồi nhở. Đầu tiên là từ đời ông bà chúng ta có ông bà Sera, hai người chưa từng được đề cập trong manga hay là anime, hoặc nếu khi video này lên sóng mà hai người họ đã được cập nhật thì đừng quên comment cho mình biết nha. Hai ông bà Sera có chung với nhau hai người con gái đầu hay trưởng nữ, đó là Sera Marie, sau này khi lấy chồng đổi sang họ Akai là Akai Marie. Đến khi chồng bà chết hoặc là chưa thì bà lại đổi về họ cũ của mình là họ Sera và trở thành Sera Masumi, hay em gái ngoài lãnh địa mà chúng ta đã gặp ở trong anime tập 863-864, vụ án sát hại thám tử ngoại cảm. Bà xuất hiện lần đầu trong manga tập 92, phù thủy của những con sóng. Khi Shinichi hồi tưởng lại 10 năm trước khi lần đầu gặp gia đình Akai, lúc đó bà vẫn còn giữ nguyên hình dạng của một người trưởng thành. Tiếp theo là con gái út hay thứ nữ Sera Elena. Sau này khi lấy chồng đổi sang họ chồng đó là Miyano và trở thành Miyano Elena. Bà Elena đến hiện tại vẫn chưa xuất hiện chính thức trong tập anime hay là manga nào, mà bà mới chỉ xuất hiện thông qua hồi ức của một số nhân vật. Theo nhiều nguồn tin thì bà Elena đã chết trong một vụ tai nạn nào đó. Tiếp theo là hai chi nhỏ ở trong gia phả nhà Sera. Một là chi chính Sera Marie hay chi Akai, từ đây các nhân vật sẽ mang họ Akai. Akai Marie có chồng đó là Akai Tutomu, hai người có ba người con chung gồm con trai cả hay là trưởng nam Akai Suichi là một đặc vụ FBI và một tay bắn tỉa siêu hạng hay được mọi người nhắc đến với cái tên viên đạn bạc. Sau này anh già chết và cải trang thành Okayu Subaru, một sinh viên theo học hệ thạc sĩ và đang ở nhờ tại biệt thự của gia đình Kudo. Nói là giả chết thôi, chứ ngoài các thành viên mang áo đen ra thì ai cũng biết cậu là Akai Suichi hết trơn á. Con trai thứ hai, thứ nam, Akai Tsukichi là một doanh nhân cờ Sogi. Anh có một đầu óc linh hoạt không thua kém anh trai mình và cũng giống anh trai, đường tình duyên của anh cũng không được thuận buồm xuôi gió gì cho cam. Sau khi cha anh chết hoặc chưa thì anh đã được một người quen cũng là một cao thủ Sogi nhận nuôi và đổi sang họ Haneda. Nói Akai Tsukichi có thể sẽ có nhiều bạn lạ lẫm, chứ mà nói đến Haneda Tsukichi thì chắc sẽ có nhiều bạn nhận ra ha. Từ đây gia phả này lại có thêm một nhánh hay một chi nữa và điều này mình sẽ nhắc đến sau. Vì Tsukichi đã cầu hôn cô cảnh sát Zumi, rồi vì vậy nên là cô Mizumo Tozumi cũng sẽ được mình thêm vào như một thành viên trong gia phả nhà Akai. Cuối cùng là cô em gái út Sera Masumi. Masumi chưa từng mang họ Akai vì trước khi cô sinh ra thì cha cô đã biến mất. Vì vậy khi sinh ra đến hiện tại thì Masumi vẫn chỉ mang họ mẹ là Sera. Giống với anh trai cả, Masumi cũng là một thành viên ưu tú trong đội quân bảo vệ tử thần Conan. Như vậy là tới đây con nhà Akai lại tiếp tục phân hóa thành ba chi với ba họ khác nhau. Anh cả thuộc chi chính mang họ Akai, anh thứ thuộc chi nhánh mang họ Haneda và em gái út thuộc chi nhánh mang họ Sera. Điều đặc biệt ở đây là tuy thuộc chi nhánh nhà Akai, nhưng Masumi là thuộc chi nhánh chính nhà Sera do mẹ cô thuộc chi chính, sau đó cô sinh ra lại tiếp tục mang họ Sera. Vì vậy, trong trường hợp không đổi lại về họ cha, thì Masumi sẽ trở thành trưởng tộc của nhà Sera. 2. Là chi nhánh nhà Sera.
Heiichi Mizano. Từ đây các nhân vật sẽ mang họ Mizano. Mizano Elena có chồng là Mizano Atsushi. Hai người có chung với nhau hai người con gái, gồm con gái lớn hay là trưởng nữ, Mizano Akemi là một cựu thành viên của băng áo đen đã bị Jin trừ khử trong anime tập 111, vụ án cướp 100 tỷ yên. Cô là bạn thời thơ ấu với Amuro Toru hay là Bourbon vì anh hay đến phòng khám của bố mẹ cô. Sau này khi cần thâm nhập vào tổ chức áo đen, Akai Suichi đã làm quen và nảy sinh tình cảm với cô. Tất nhiên là hai người đã chính thức yêu nhau, nhưng sau đó cô đã bị Jin thủ tiêu. Tiếp theo là con gái út hay thứ nữ, đó là Mizano Shiho, là cựu thành viên cao cấp của tổ chức áo đen và cũng là người đã chế tạo ra APTX-4869. Sau khi chị gái bị Jin thủ tiêu, cô đã nảy sinh ra lòng căm thù với tổ chức và quyết tâm từ bỏ cuộc sống bằng APTX-4869. May mắn sao, viên APTX-4869 cô uống cũng là một viên bị lỗi. Giống với dì của mình, hiện cô cũng đã bị teo nhỏ thành học sinh cấp 1 và sống dưới thân phận của Aihabara. Vậy nhà Mizano đến đời con lại tiếp tục phân hóa thành hai chi. Chi chính là trưởng nữ Mizano Akemi đã chết, chi nhánh là thứ nữ Mizano Shiho đang bị teo nhỏ, nay là Aihabara. Đến chi nhánh nhà Mizano có vẻ dễ thở hơn đúng không các bạn? Cơ mà chưa coi hết đâu nha. Như mình đã nói lúc phân tích đến chi nhánh của Akai Tsukichi thì sau khi Tsukichi được nhận nuôi và đổi sang họ Haneda thì chi nhà Akai lại tiếp tục phân hóa và có sự liên hệ với gia phả nhà Haneda. Nhà Haneda có điểm xuất phát từ bậc cha mẹ là Haneda Dasuharu và Haneda Ichizo, hai người có chung một người con là Haneda Kochi. Anh là một danh nhân cờ shogi nổi tiếng đã bị giết vào khoảng 17 năm trước khi đến Mỹ thi đấu. Nhân vật Haneda Kochi là một mắt xích quan trọng liên quan đến rất nhiều nhân vật, bao gồm cả chính diện lẫn phản diện. Sau này có cơ hội mình sẽ phân tích về nhân vật này sau. Có thể bài phân tích về nhân vật này mình sẽ đăng trên page, vì vậy đừng quên theo dõi fanpage để mình sẽ phân tích nhân vật này thế nào nha. Quay lại nội dung thì theo nhiều nguồn tin, cô giáo Wakasarumi đang là phó chủ nhiệm lớp 1B của nhóm Conan cũng có quan hệ tình cảm với lại Haneda Kochi, vì vậy nên cô cũng rất quan tâm đến di ngôn Asakarum của anh. Dù chưa được tiết lộ cô là bạn gái hay là vợ của anh, nhưng mình sẽ thêm cô vào gia phả nhà Haneda nha. Sau này, hai ông bà nhà Haneda lại nhận thêm một cậu con nuôi, đó là Tsukichi, vì vậy anh chính là mối liên kết của hai nhà. Vì Haneda Kochi đã chết nên Tsukichi sẽ là người kế thừa chi chính của nhà Haneda. Vậy nên giống với em gái Masumi, Tsukichi cũng là trường hợp đặc biệt là người kế thừa chi nhánh nhà Akai, nhưng lại là người kế thừa chi chính nhà Haneda. Đây là những thông tin mà mình tìm được trong quá trình soạn nội dung cho video này. Nếu mà có sai sót ở đâu, các bạn đừng ngại, hãy comment cho mình biết về nha. Vậy là một trong số những video rối não nhất kênh đã ra đời. Không biết là bạn có muốn lục tung ra phải nhà ai trong và ngoài Conan nữa không nhở? Nếu có thì hãy để biên tập của kênh KD Anime giúp bạn nha. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!